Hãy tưởng tượng là bạn đang lang thang một mình trên sa mạc, nắng nóng bào mòn dần mọi nỗ lực và hơi thở. Bạn gục xuống và nghĩ rằng có lẽ mình sẽ nằm lại ở sa mạc này mãi mãi. Thế nhưng, bạn lại tỉnh dậy và thấy xung quanh mình là những người đàn ông ăn mặc sặc sỡ và đang nhảy múa để mừng cho sinh mạng của bạn. Nếu điều đó có bao giờ xảy ra thì xin chúc mừng, bạn đã được gặp bộ lạc Fulani. Bộ lạc du mục tự nhận mình là những người đẹp nhất trên thế giới. Và điều bất ngờ là các chàng trai mới là những người cần thu hút phái nữ bởi vì sắc đẹp. Bởi vậy, nam nhân ở đây rất chăm trang điểm cầu kỳ và lựa chọn những phụ kiện rất là trau chuốt mỗi khi xuất hiện. Cuộc sống của bộ tộc này ra sao nhỉ? Khá thú vị đấy, hãy cùng khám phá ngay thế nào. Ngày nay, dân số của bộ tộc Fulani dao động từ 20 đến 25 triệu người. Đây là một trong những bộ tộc đông nhất vùng Sahel và Tây Phi. Người Fulani, theo truyền thống, được cho là có nguồn gốc từ các tộc người Mạn Bắc Phi và Trung Đông, pha trộn với những cư dân bản địa Tây Phi. Họ sử dụng ngôn ngữ dân tộc, tiếng Fula và theo tín ngưỡng Hồi giáo. Có đến 1/3 số người Fulani làm công việc chăn nuôi gia súc. Ngoài ra, người Fulani còn là nông dân, thợ thủ công hay thương nhân sống bán định cư hoặc định cư. Họ có mặt chủ yếu ở Tây Phi và Bắc Trung Phi, nhưng cũng hiện diện ở các nước Cộng hòa tại Chad, Sudan và các vùng gần Biển Đỏ. Một trong những nhóm nhỏ thuộc bộ tộc Fulani là Huadabe, có lễ hội thường niên độc đáo mang tên là Gurewon. Thực chất thì đây là một cuộc thi sắc đẹp dành cho nam giới trong bộ tộc. Những người đàn ông trẻ tuổi sẽ khoác lên mình những bộ trang phục rực rỡ sắc màu, đồng thời lựa chọn kỹ các trang sức kết hợp. Cuối cùng, cài một chiếc lông chim trên đầu để trông đẹp trai và tỏa sáng hơn. Một bộ trang phục được xem là đẹp chỉ khi nó có kiểu dáng phù hợp với cơ thể của người mặc. Bên cạnh việc lựa chọn những bộ quần áo đẹp nhất để xuất hiện trong đêm thi nhan sắc, những đấng mày râu của bộ tộc còn trang điểm khuôn mặt hết sức cầu kỳ với những nét vẽ bằng các loại màu sắc. Họ thường sử dụng màu vàng để vẽ mặt, kèm theo những đường chấm phá màu trắng. Họ cũng sử dụng màu cham để tô môi nhằm tăng thêm sức quyến rũ của mình. Để đánh giá nhan sắc của một chàng trai, những người dân bộ tộc này thường dựa vào các yếu tố như dáng vóc cơ thể, răng, mắt, tóc, khuôn mặt. Một cơ thể khỏe mạnh, rắn chắc chính là điều kiện đầu tiên để trở thành mỹ nam của các chàng trai. Bên cạnh dáng vẻ cơ thể thì một hàm răng trắng bóc và ánh mắt uy vũ chính là những yếu tố sống còn tiếp theo. Không giống với phần lớn cư dân thuộc các tộc người khác thường để mái tóc đen ngắn, những người dân của bộ tộc này bao gồm cả phụ nữ và đàn ông đều để những bím tóc dài và đen. Điều đặc biệt là những bím tóc của những chàng trai còn có phần dài và đen bóng hơn bím tóc của các cô gái. Những bím tóc dày, sáng bóng này chính là một trong các yếu tố quan trọng để đánh giá một người đàn ông có tư chất mỹ nam. Người đàn ông nào sở hữu mái tóc dài, đen, được tết cẩn thận sẽ được đánh giá cao hơn so với những người đàn ông không có mái tóc tết đẹp. Do đặc thù công việc thường xuyên của nam giới ở bộ tộc là chăn thả gia súc, nên một trong những phụ kiện không thể thiếu của các chàng trai Bolulu là mũ che nắng và dao phay. Bởi thế, việc đánh giá sắc đẹp của các chàng trai cũng dựa trên vẻ độc đáo của hai phụ kiện đặc biệt này. Người dân thường dùng lá xi san để kết mũ chống nắng và bao dao phay. Điều quan trọng là mũ cần phải có nhiều màu sắc rực rỡ để tăng thêm vẻ thu hút của các chàng trai. Các mối kết mũ phải làm thật tinh tế để biểu lộ sự khéo léo của chàng trai ấy. Cùng với đó, chiếc bao dao phay cũng phải được làm sao cho thật đẹp để kết hợp với chiếc mũ cho hợp lý. Bên cạnh mũ che nắng và bao dao phay, những chàng trai khi tham gia cuộc thi cũng cần phải có nhiều đồ trang sức khác mang theo bên mình. Các đồ trang sức này bao gồm có nhẫn, dây chuyền, túi da cừu. Tất cả những vật dụng trên sẽ làm góp phần làm gia tăng vẻ đẹp, đồng thời chứng tỏ khả năng khéo léo chăm chỉ của những chàng trai ấy. Ngoài việc chăm sóc bản thân thật tốt, chuẩn bị mọi vật trang sức thật chu đáo, khi tham gia vào cuộc thi thì các chàng trai còn phải thể hiện khả năng mạnh mẽ, uyển chuyển của mình qua những màn nhảy múa quanh đống lửa trong đêm dự thi. Xuyên suốt lễ hội, các chàng trai sẽ nhảy múa và hát hò để gây ấn tượng với các cô gái. Những người đáp ứng được các tiêu chuẩn về sắc đẹp của bộ lạc, cao ráo, mắt và da phải trắng, thường sẽ có sức hút hơn và có nhiều khả năng chiến thắng hơn. Do đó, các chàng trai thường trợn mắt lên và khoe hàm răng trắng của mình. Những người đàn ông này cần phải có sức khỏe tốt, tình nhẫn nại và khả năng chịu đựng vì họ sẽ phải nhảy múa hàng giờ dưới cái nóng gay gắt để thu hút sự chú ý của những người đẹp. Nhờ vào lễ hội Gurewon, bộ tộc Fulani tự coi mình là những người đẹp nhất trên thế giới. Điều đó khiến họ bị coi là những kẻ tự kiêu nhất hành tinh. Những người thuộc bộ tộc này tin vào sự luân hồi của mỗi linh hồn và chỉ nghiêng mình tôn thờ cái đẹp. Trước khi lễ hội Gurewon bắt đầu, các chàng trai trẻ sẽ phải dành nhiều thời gian để chuẩn bị để đảm bảo mọi thứ hoàn hảo nhất có thể. Bộ tộc Fulani không có tiêu chuẩn chung về trang phục. Phong cách ăn mặc của họ phụ thuộc vào khu vực mà họ sinh sống. Ví dụ như người Huadabe sống tại Niger và Cameroon thường sẽ mặc những bộ quần áo sặc sỡ, cuốn hút và bắt mắt, đi kèm với áo choàng được thêu hoặc là dệt. Trong bộ tộc Fulani, những người đàn ông thường đảm trách vai trò chăm sóc đàn gia súc, làm việc trên các cánh đồng, trong khi phụ nữ càng đáng việc chăm sóc gia đình và dạy dỗ con cái. Khi các cô gái lớn lên, họ bắt đầu phụ giúp mẹ chăm sóc các em nhỏ. Một trong những trò chơi phổ biến của các bé gái ở đây là cõng búp bê trên lưng. Tới lúc các em lớn hơn một chút, những con búp bê sẽ được thay thế bằng những đứa em nhỏ. Một người đàn ông trong bộ tộc Fulani được phép cưới 4 vợ. Một gia đình trong bộ tộc thường gồm các thành viên là người đàn ông.
những người vợ cùng những đứa con của họ. Tất cả mọi người trong gia đình đều chung sống hòa hợp với nhau. Người Fulani cũng cho rằng nên sinh nhiều con, do vậy họ cưới nhau từ rất sớm và không có những biện pháp kiểm soát sinh sản. Trong văn hóa của người Fulani, gia súc đóng một vai trò cực kỳ quan trọng. Chỉ cần được hai bên gia đình giao phó những đàn bò, điều đó có nghĩa rằng bạn được chấp nhận làm dâu, rể nhà họ. Mỗi cô dâu mang tới nhà chồng càng nhiều gia súc càng tốt, bởi đó không chỉ là của hồi môn mà còn là thứ đảm bảo cho cô dâu có thể sống tốt nếu không may hôn nhân xảy ra vấn đề và cô dâu đó quyết định rời bỏ chồng. Ngay từ khi còn nhỏ thì các bé gái ở bộ tộc Fulani đã được dạy làm đẹp. Ở độ tuổi từ 2 đến 3 thì các bé gái đã xỏ lỗ tai. Thông thường sẽ có 6 lỗ ở tai phải và 6 lỗ ở bên tai trái. Lớn thêm một chút thì các bé gái sẽ được dạy nhảy bởi những người phụ nữ lớn tuổi trong làng. Khoảng 5 tuổi các bé gái được dạy các quy tắc đạo đức như là không được nhìn thẳng vào mặt chú rể, tôn trọng người lớn tuổi và không nên phàn nàn hay nói bất cứ điều gì về bố mẹ chồng tương lai của mình. Với nền tảng giáo dục nghiêm khắc đó, chuyện con dâu cãi tay đôi với bố mẹ chồng ở bộ tộc Fulani rất hiếm khi xảy ra. Nghi lễ trưởng thành được coi là một trong những bước ngoặt quan trọng nhất của các chàng trai cô gái trong bộ tộc. Tuy nhiên tại bộ tộc Fulani, hủ tục tổ chức nghi lễ này chắc chắn sẽ khiến bạn phải rùng mình. Phải trải qua các nghi lễ, các cậu bé mới chính thức được công nhận trưởng thành, được coi là đàn ông và được làm những việc hệ trọng trong bộ tộc. Theo đó, các cậu bé sẽ chỉ được công nhận là trưởng thành sau khi trải qua một trận roi hành hạ đẫm máu để thể hiện sức mạnh, tự chủ và lòng dũng cảm. Để chuẩn bị cho nghi lễ này, các cậu bé sẽ chọn vũ khí là một cây gậy dài đã được vót nhọn, sắc để đảm bảo mỗi roi quất ra là một đòn đau đớn nhất cho đối thủ. Sau khi những cậu bé tham gia lễ trưởng thành đã có vũ khí, gia tộc ở khắp nơi sẽ tập hợp lại để chứng kiến hai thanh niên đọ sức với nhau. Hai cậu bé đều sẽ xông lên dùng những cây roi quất vào người nhau, sao cho đối thủ đau đớn nhất, còn bản thân không được thể hiện sự giận dữ, đau đớn hay sợ hãi. Mỗi người sẽ được phép ra ba đòn. Đám đông từ các gia tộc trong bộ lạc sẽ quyết định ai là người chiến thắng dựa trên sự thể hiện này. Đứa trẻ chiến thắng sẽ được mọi người trong bộ tộc công nhận đã trở thành người đàn ông của bộ lạc. Kẻ thua cuộc phải chờ đợi một nghi lễ trưởng thành khác để thể hiện sự dũng cảm của bản thân. Nghi lễ trưởng thành này không chỉ vô cùng đau đớn mà còn rất nguy hiểm. Các vết thương có thể nhiễm trùng tạo thành những vết sẹo lớn trên người của các cậu bé. Bộ tộc Fulani hầu hết không được đi học và rất nghèo khổ. Vậy nên, một số khu vực ở châu Phi, nghi lễ này vẫn còn tiếp tục tồn tại cho đến ngày nay. Bạn nghĩ sao về cuộc sống của bộ tộc này? Bạn đã thấy được vẻ đẹp của bộ tộc này hay chưa? Hãy để lại bình luận và chia sẻ suy nghĩ của bạn cho chúng mình biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Kể từ tuần này thì chúng mình sẽ bắt đầu mở chương trình Q&A. Các bạn hỏi, mình sẽ gì trả lời? Mình thì sẽ không sợ những câu hỏi hóc búa đâu. Vì thế, đừng có ngần ngại để lại những thắc mắc thú vị và độc đáo nhé. Các bạn thấy video hôm nay của chúng mình có thú vị không nào? Và để làm ra được một video thú vị như thế này thì không thể không kể đến công sức của anh Việt Hoàng, editor, và chị Mai Anh, người sáng tạo nội dung. Và để ủng hộ cho team chương trình của chúng mình thì các bạn đừng quên like và subscribe kênh nhé. Còn bây giờ, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.